Ngô Cuốn Hy gọi Khương Dừa. Dễ mà, có gì đâu thử thách. Chương trình tiếp lửa quán quen hả? Nhưng mà thật sự đây là một ngày rất là buồn, tại vì Nguyễn Thị Ngân chuẩn bị nghỉ việc rồi. Rồi vui quá. Alo. Rồi, nghe Huy. Anh đã bán sầu riêng. Em ăn sầu riêng không? Tập gym chỉ kiếm 6 muối cực quá, anh cho em 6 muối sầu riêng là khỏe hơn. Vậy hả? Chương trình tiếp lửa quán quen hả? Giúp mấy cái quán giữ lửa để phục vụ món ăn cho bà cô bác hả? Vậy là anh chấp nhận thời lời thử thách của em, là anh đến một cái quán quen, anh dẫn mấy bạn biên tập chụp ngày hôm nay tới đó ăn, rồi đem bill về cho em trả tiền. Chương trình tiếp lửa quán quen. Ok. Đúng vậy phải không? Rồi rồi. Rồi ok, cảm ơn Ngô Cuốn Hy nha. Rồi rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Trời. Ngô Cuốn Hy gọi Khương Dừa, tưởng đâu là thử thách gì, ai dè thử thách đi ăn uống ở một cái quán quen. Đó, giống như là chắc giờ đợt vừa rồi thì quán hàng quán rồi nó cũng vắng lặng, nên bây giờ chắc có chương trình gì kêu bằng kích cầu hay gì đó để cho khách hàng đồ tới ăn uống, đồ cho quán xá đồ nó sôm tụ trở lại. Vậy là chiều nay Khương Dừa sẽ dẫn mấy bạn của giọng ải ông ai đi ăn lẩu và uống bia. Với lại cũng lâu rồi Khương Dừa cũng không, bữa giờ bận quá, làm chương trình xong rồi cũng mấy đứa cũng cực quá mà Khương Dừa cũng chưa có dẫn mấy đứa đi ăn uống. Thôi sẵn dịp này thôi dẫn mấy đứa ăn uống luôn nha. Dạ rồi, chị hẹn gặp quý khán giả chiều nay nha. Đây, bây giờ Khương Dừa đang tới một cái quán quen mà Khương Dừa với lại ekip của giọng ải giọng ai thường tới ăn sau những cái ngày quay hình. Đó, hôm nay thì chuẩn bị ghi hình chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Thì trước khi ghi hình chương trình thì mình dẫn mấy bạn đi ăn uống tẩm bổ để có sức để chuẩn bị làm chương trình. Đây là một cái quán lẩu BBQ. Khương Dừa với mấy anh em thường hay tới ăn. Hồi trước thì có thời gian bị giãn cách xã hội nên không có được đi ăn uống. Rồi bữa giờ thì bận ghi hình chương trình cũng chưa đi ăn uống. Hôm nay thì sắp xếp thời gian để dẫn mấy đứa em đi ăn uống. Hai cái ăn hết không bác? Một cái mấy người ăn? Một cái là 4 người. Hả? 4 người à? 4 người hả? Thôi mình kêu một cái xong kêu mấy người. Ừ, kêu một cái đi. Rồi. Tại vì anh cũng mới ăn sầu riêng nè. Nhưng mà tại thương em Út nên dẫn em Út đi ăn. Nè, mấy đứa ăn này trước. Cảm ơn. Chị gọi nước cho em thôi. Bữa giờ làm chương trình xong cái bắt đầu đi công tác rồi đi bán sầu riêng đi lung tung. Cũng vừa không có thời gian dẫn mấy đứa em đi ăn. Bữa nay thì là sẵn dịp là mấy anh em họp xong rồi dẫn đi ăn luôn, chứ ekip giọng ải hôm nay là còn nhiều bạn lắm. Mấy bạn chưa được dẫn đi ăn, bữa nào cũng vừa sẽ dẫn các bạn đi ăn sau. Các bạn coi clip đừng có buồn nha, không phải là giọng ải hôm nay có bao nhiêu người đi làm đâu, đông lắm. Biên tập, người kỹ thuật, rồi social, BA, rồi dựng phim, nhiều lắm. Dạ. Dựng phim, quay phim. Cho bia đi em, cho anh Tiger đi. Anh uống Tiger nâu, em uống Tiger bạc đi, mấy đứa uống Tiger bạc đi. Dạ. Đang có người mở. Đây, trong ekip của Phương Dừa toàn là nữ vậy không đó? giống như để cúng vậy. Tội nghiệp nó, để cái chén nữa hả? À. Cho đủ. Này bà bầu thì uống nước lọc. Rồi có đủ chai chưa? Uống ly chai, của anh chai. Cho em một cái ly đá nữa. Cũng cái nè. Anh uống đá hả? Không. Uống bia ăn lẩu sướng. Đã quá.
lâu lắm mới uống bia lại. Giờ uống tụi em uống rồi đi xe về nha, đừng tự lái xe nha. Dạ. Phải chấp hành luật lệ giao thông đàng hoàng nha. Anh thì anh uống xỉn, lát anh điền qua chở anh về. Không lòng em chở anh về. Căng quá. Ừ. Anh có báo anh trước hôm nay ship anh về anh gọi luôn. Báo nhắn trước. Không, anh đang đậu xe đợi anh mà. Nói chứ lâu quá rồi không đi ăn giãn cách xã hội nè, rồi làm show, rồi bán sầu riêng, rồi đi đây đi đó. Với lại thiệt sự là bữa nay cũng quá là có nhiều việc nó xảy ra với con dừa. Thứ nhất là có nhiều cái clip có một cái người họ chửi mình nè đó. Cái thứ hai là hôm nay thì có quá nhiều bà con cô bác tới chỗ Khương Dừa bán sầu riêng, thì Khương Dừa chưa có bán sầu riêng được á, thì họ lại đứng xếp hàng họ xin tiền á. Khương Dừa mới gửi tiền cho họ đi cho nó giải quyết nhanh gọn lẹ, để thôi họ đợi 3-4 ngày rồi, nếu mà mình không giúp được mình nói mình tìm hiểu nữa thì họ sẽ đợi 3-4 ngày nữa mình sẽ không làm được gì hết á. Nên có nhiều bà con cô bác cũng thương Khương Dừa, rồi cũng xót giùm Khương Dừa, rồi cũng có người cũng giận Khương Dừa luôn, nói tại sao mà không giúp lại giúp nữa. Thôi nhưng mà thôi giờ bỏ qua đi, giờ mình vô bằng nhậu rồi mình tập trung mình nhậu cho nó, ăn uống cho nó no say đi. Thôi quên hết chuyện đời. Em đâu có lỗi chỗ trò, lúc nãy giờ em cũng không nữa nha. À quên, cảm ơn anh bạn nha. Thật ra thì anh nhận cái kèo này là kèo tròn á, kèo tròn của bà Nguyễn Thị Ngân á, bắt Trương Theo để đứng quay cho bà Nguyễn Thị Ngân nè. Anh là vô tội luôn á. Ngân nói anh ơi, chiều nay em sẽ trả tiền anh dẫn đi ăn, mà anh bắt phải bắt Trương quay. Đúng phục rồi. Vụ nó đứng nó quay cho em. À, để Nguyễn kèo á. Bởi nãy giờ đâu dám nói gì đâu. Hai đứa này ghẹo qua ghẹo lại, giờ dần người khán giả không biết, tưởng đâu thật giả không biết luôn. Chung là do sự duyên dáng của Trương hết. Này mới món khai vị thôi, đã mười mấy phút rồi để nó lẩu chắc. Không, cái món này là cực kỳ cay luôn á. Cái món này mà anh có anh Cơ Lơ Men anh khoái lắm á. Giờ đứa nào xuống xe kêu ảnh vô ăn đi, đợi anh đợi ngoài xe tội nghiệp quá. Nhưng mà giờ còn ớt không, mình cờ mời anh có kiện không? Không sao, anh thích ăn ớt mà. Anh thích ăn ớt. Vậy thôi cầm. Em đang định nói cầm lên đĩa xuống chứ bất công. Thôi không được đâu. Không, trong cái tiếp lửa quán quen á, là Ngô Huy là thách anh là dẫn mọi người đi ăn lẩu đó, ăn lẩu uống bia. Anh Huy à, anh ừ, Ngô Huy á. Còn anh sẽ thách anh Coleman là đi ăn lựa món, một món cay thật là cay đó, mà món quán cay thật là cay, mà đúng sở trường của anh luôn, sở thích của anh luôn. À. Mà ăn cay mà uống bia là hết sảy. Trời mưa xuống chút xíu nữa là ngon luôn anh hả? Trời mưa xuống chút xíu. Con cô bác nào mà lâu lâu mình chưa trở lại mấy cái quán quen mình ăn thì mình đi ăn đi nhau quý vị khán giả. Tiếp lửa quán quen. Trời nóng nóng. Đây anh quay cho thấy mặt Trương cái đây. À, đây quý vị giả. Thấy mặt Trương cái nha, để tội nghiệp nó không có trong clip. Để hôm nay nó nói là đi ăn với anh Khương Dừa mà không thấy mặt nó trong clip. Xong con bò nó nói nay anh đi đâu, ngon không? Dạ ngon không? Hôm nay anh em ở Sài Gòn mà em đi nhậu là lúc nào em cũng thay gư hết. Đây nhiều đó thôi nha. Đây là ốc hương nè bà con cô bác. Ngon quá à cả nhà ơi. Vô ốc hương con hơi nhỏ ha. Vô đi các bạn anh nha, chơi chiêu mình á. Hả? Chú ý để còn ăn nhá. Anh Khương đang chơi chiêu mình. Lát anh sẽ kêu lại từ đầu cho em ăn nghe chưa? 1, 2, 3. Kêu lại từ đầu cho anh Trương ăn. Trương nè. Hay là Trương nay nhìn em là no rồi. Sao vậy Trương? Nhìn em là nhìn em á hả? Ừ. Trương nhìn Ngân là no. Ừ. Trời ơi, nó nói chuyện gì em nha.
Thế thì không có đâu chị, thì phải lên coi clip đi. Nhiều khi cũng là tức no, tức no. Đúng rồi. Cay quá. Cay ghê quý nha. Cay. Ước gì quý giả có thể cảm nhận được cái vị cay. Rất là cay. Cay mà mặt em đỏ vì cay chứ không phải vì bia. Đây. Đây uống lát đi xe về nha, đừng có chạy xe nha. Dạ. Yeah. Quan phạt á. Bạn nhỏ lẩu chứ bạn. Cho mình lên lẩu luôn. Dạ. Cho anh cái lẩu đi bé. Cả team ngồi đợi lẩu thôi. Trời ơi, ngồi đợi lẩu không mà. Vậy? Đây quý vị khán giả, đây là cái lẩu 4 tầng. Cái tầng này là có lẩu chua, wow, với lẩu ngọt. Cái tầng này là nướng. Cái tầng này là nghêu hấp xả, tầng này là hạ cảo. Quý vị khán giả biết tại sao mà lại là lẩu 4 tầng không? Lẩu 4 tầng là đợi 4 tiếng mới ăn. Rồi bây giờ mời các bạn thưởng thức nha. Thật ra nói hôm nay là đi ăn để cho các bạn có sức để làm chương trình mới, nhưng mà thật sự đây là một ngày rất là buồn, tại vì Nguyễn Thị Ngân chuẩn bị nghỉ việc rồi. Nguyễn Thị nghỉ việc không làm chương trình trong ngày hôm nay nữa. Có hả anh? Có. Sao em chưa nghe thông tin là tiền chia tay. Thế thì anh ký quyết định cho em nghỉ việc đại đó. Anh nói em cũng được mà anh. Cũng được hả? Nói chung giờ nguy cơ và Nguyễn Thị Ngân làm kênh lên quá, mình phải triệt đường liền, đuổi. Anh làm sao em lại anh mà anh chưa gì anh đã sợ em lên. Thằng Trương nó kêu á. Lại thằng Trương. Anh Trương nó kêu anh đuổi về. Là cuối cùng anh bên phe nào? Hả? Anh bên em hay bên phe nào? Chưa biết. Có phe nào có lợi thì theo. Trương nó trả cho anh gì mà anh cho em nghỉ việc. Nó không có trả gì cho anh hết trơn á. Đó. Đây đây anh múc lẩu cho, để ưu tiên lẩu cho bà bầu nè. Ăn lẩu chua ha, cay ha, lẩu ngọt. Nói cái hết giấm anh luôn. Thôi ăn đi rồi. Anh là phải nghỉ thiệt hả anh? Em ăn đi rồi kiếm công việc khác làm. Nè nè. Thiệt chứ bộ mà vô một mớ biên tập mà cùng lượt với bà Nguyễn Thị Ngân, mà giờ chỉ còn bà Nguyễn Thị Ngân làm à. Mấy đứa nó nghỉ hết mà Ngân. Hoài không nghỉ. Ừ. Dài quá hả? Ừ. Hoài không bao giờ mà nghe nói Ngân anh ơi. Cho em quyết định kỹ rồi em xin nghỉ. Chưa bao giờ nghe con nói đó luôn. Lỡ mà em có nói gì thì anh cảm xúc ăn lúc đó sao anh? Hả? Lúc đó anh có níu kéo em không? Ừ. Sao anh thủ vậy đi, anh cứ nói đi, lỡ quay anh nói gì đó mọi người biết em. Kéo níu gì? Có khi hôm nay anh Phương là đang kiểu thay là muốn nói kiểu nghĩ đi ngơi, nghĩ đi ngơi, nghĩ đi ngơi. Ừ. Chứ xong đợt này bên Phương Dược cũng có mấy bạn nghỉ. Nhưng mà giờ nó cũng quen rồi, nhiều khi các bạn, mấy đứa em nó có một cái hướng mới, nó có công việc mới. Thì mình cũng ủng hộ thôi. Nói chứ bữa nay có một bữa ăn rất là ngon. Cảm ơn anh bạn nha. Cảm ơn Tiger. Chào tạm biệt quý giả ha. Nè, hẹn gặp lại quý giả trong một video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý giả trong một tiếp lửa quán quen tiếp theo. Hy vọng là anh Coleman anh tìm một cái quán cay thật cay, rồi anh sẽ mời Khương Dừa. Đó, thử thách của anh là phải tìm quán thật là cay, thật là ngon, rồi mời tất cả 500 anh em của Điền Quân đi ăn, trong đó có Khương Dừa. Đó, thử thách của anh. Không biết anh có làm được hay không.